Ở thời Trung đại nước Nhật, tồn tại một thể chế chính trị tương đối đặc biệt mà ta tạm gọi là lưỡng đầu chế giữa Mạc Phủ và Thiên Hoàng. Tuy nhiên, trên thực tế, Mạc Phủ là những người nắm quyền lực thực sự, còn các Thiên Hoàng chỉ có hư vị và không có ảnh hưởng gì tới chính trị đất nước. Lịch sử Việt Nam cũng đã từng có một giai đoạn tồn tại thể chế chính trị tương tự như vậy. Đó là tại Bắc Hà, trong khoảng từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18, với hệ thống vua Lê chúa Trịnh. Như các mạc chúa bên Nhật, quyền lực của chúa Trịnh có được nhờ việc nắm giữ bình quyền và được thiết lập qua các chiến thắng quân sự. Bình An Vương Trịnh Tùng tuy là vị chúa Trịnh đầu tiên, nhưng con trai ông, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng mới chính là người củng cố và làm vững chắc quyền lực của phủ chúa. Thanh Đô Vương là con trai thứ hai của Bình An Vương, sinh năm 1577, bắt đầu cai trị từ năm 1623, mất năm 1657. Ông cũng là người chính thức phát động cuộc chiến với chúa Nguyễn, người họ hàng đang cai trị Nam Hà. Bài viết dưới đây của tác giả Lê Tùng Dương sẽ khái quát quá trình củng cố ngôi chúa và thiết lập sự cai trị ở Bắc Hà của Thanh Đô Vương qua những nỗ lực trong năm đầu tiên ông cai trị. Việc ấy bao gồm ổn định nội bộ và trấn áp những tàn dư của nhà Mạc còn sót lại trên vùng rừng núi phía Bắc. Nguồn tư liệu sẽ chủ yếu dựa trên Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng tuy tác giả của Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí là Nguyễn Khoa Chim sống trong thời đại đó, nhưng tác phẩm của ông chỉ là tiểu thuyết giả sử, cần được kiểm nghiệm nhiều. Tác giả chỉ đưa vào cho thêm phần sinh động và để tồn nghi cùng mọi người. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Một số giải thích. Trước khi vào bài, mình sẽ giải thích một vài thuật ngữ được sử dụng trong bài để các bạn tiện theo dõi. Bắc Hà, Nam Hà. Thời Trịnh Nguyễn, hai nhà chúa lấy Linh Giang, tức sông Danh, làm giới tuyến, từ Linh Giang ra Bắc Hà, tương tự như vậy với Nam Hà. Trung Châu, tự dùng để chỉ khu vực đồng bằng sông Hồng. Vùng Thanh Hóa có vai trò khá quan trọng trong lịch sử Việt Nam Trung Đại. Đây là đất bản bộ của nhà Lê. Trong chiến tranh Nam Bắc Triều, tức chiến tranh Lê Mạc, việc chiếm được vùng này có vai trò khá lớn đối với lực lượng Nam Triều. Tại đây, họ có một hậu phương vững chắc để củng cố lực lượng, phòng thủ được những đợt tấn công của Bắc Triều và tổ chức những đợt phản công vô cùng mãnh liệt, đẩy được nhà Mạc ra khỏi Thăng Long. Đây cũng là nơi để tuyển chọn ưu binh, tức những binh lính hạng nhất cho chính quyền Lê Trịnh. Không có biến cố gì xảy ra, vùng này cũng là nơi lựa chọn hàng đầu để lánh nạn của các bậc vua chúa, như trường hợp của Trịnh Tráng năm 1623. Để che chắn cho kinh đô, hệ thống tứ trấn, có nghĩa là bốn kinh trấn, phân biệt với hệ thống bốn ngôi đền thiên quanh Thăng Long, đã được xác lập quanh Thăng Long bao gồm Kinh Bắc gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn Nam gồm Hà Đông, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Hưng Yên, Hải Dương gồm Hải Dương và Hải Phòng, Sơn Tây gồm Phú Thọ, Vĩnh Yên và Sơn Tây. Về chế độ vua Lê chúa Trịnh thì về sau, gần như toàn bộ quan lại trong triều được nhà chúa tuyển chọn và trả lương, nên họ chỉ phục vụ cho chúa chứ không phụng sự cho vua Lê. Sau này khi phủ chúa sụp đổ, vua Lê không thể tìm đủ người để xây dựng lại quyền lực cho mình. Giới thiệu sơ lược. Năm 1527, Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê, lập ra nhà Mạc. Các cựu thần nhà Lê dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Kim khởi binh chống lại nhà Mạc, mở ra cục diện Nam Bắc Triều. Đến năm 1545, Nguyễn Kim và con trai trưởng là Nguyễn Ung bị ám hại, binh quyền rơi vào tay con rể của ông là Trịnh Kiểm. Từ đó quyền lực ở Bắc Hà dần dần rơi vào tay nhà họ Trịnh. Con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng vào Nam lánh nạn, từ đó bắt đầu tạo dựng cơ nghiệp nhà họ Nguyễn. Năm 1592, con Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng chiếm được Thăng Long, đẩy tàn binh nhà Mạc phải trốn lên vùng rừng núi phía Bắc. Trịnh Tùng là người đầu tiên trong Trịnh tộc được phong tước vương, Bình An Vương. Ông cai trị từ năm 1570 tới năm 1623. Do con trưởng của ông là Trịnh Túc chết trẻ, nên con thứ hai là Trịnh Tráng được chọn làm thế tử, nghĩa là người kế vị ngôi chúa. Ngoài ra còn có con thứ là Trịnh Xuân, người này luôn có âm mưu phản nghịch. Em của ông là Trịnh Đỗ cũng có những mưu đồ riêng. Ổn định nội bộ. Trịnh Xuân là con thứ của Bình An Vương, được phong tước Vạn Quận Công. Nhân vật này mang trong mình âm mưu phản nghịch từ rất sớm. Năm 1619, trước sự bành trướng quyền lực của phủ chúa, vua Lê Kính Tông muốn lợi dụng Trịnh Xuân để tiêu diệt Bình An Vương, giành lại quyền lực về tay hoàng tộc. Trịnh Xuân nhanh chóng thực thi kế hoạch mưu sát cha mình. Ông cho đặt địa lôi trên đường đi của Bình An Vương, nhưng đáng tiếc địa lôi nổ sớm, kế hoạch bị thất bại. Bình An Vương nổi giận vào cung bức vua Lê phải chết, bắt giam Trịnh Xuân trong vài tháng, rồi phế làm thứ dân. Tuy nhiên, do vẫn còn tình cha con, đến năm 1620, Trịnh Tùng lại cho Trịnh Xuân nắm binh quyền.
Năm 1623, Bình An Vương lâm bệnh nặng nên trao binh quyền cho Trịnh Tráng. Lúc này đang là Thanh Quận Công, lại cho Trịnh Xuân làm phó. Trịnh Xuân không phục và phát động chính biến lần hai. Cuộc chính biến này khá phức tạp, lại thêm phe cánh của em trai Trịnh Tùng là Trịnh Đỗ. Theo tiểu thuyết Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí, Trịnh Xuân nhân lúc cha ốm muốn đưa cha về phủ để dễ bề thao túng. Trịnh Đỗ lúc này cũng đang có âm mưu phản nghịch, phát giác được, liền cử con trai ra chặn đường, cướp Bình An Vương về, rồi mạo danh chúa lệnh truyền Trịnh Tráng và Trịnh Xuân vào phủ mình nhằm sát hại. Trịnh Xuân mắc mưu, bị chặt chân rồi chết. Nhờ sự cảnh báo của Lưu Đình Chất, Trịnh Tráng thoát chết, chạy xuống Thanh Hoa tập hợp được một lực lượng hùng hậu. Liệu thế không chống được, Trịnh Đỗ xin hàng, Trịnh Tráng liền cho phục chức cũ. Còn trong toàn thư, vụ chính biến này được chép lại như sau. Ngày hôm ấy, Vương Thế Tử Trịnh Tráng họp bàn với các quan, sai em là Thái Bảo Dũng Quận Công Trịnh Khải đón thánh giá và theo hầu hộ vệ. Vương Thế Tử Trịnh Tráng hội các quan vang võ ở chợ Nhân Mục, huyện Thanh Trì, bàn việc hành quân. Bấy giờ, Bình An Vương siêu dạt ra quán bạc, xã Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, sai Bùi Sĩ Lâm hộ vệ vào dinh của em ruột là Phụng Quốc Công Trịnh Đỗ, dụ Trịnh Xuân vào để trao cho đại quyền. Xuân ngậm cỏ, phủ phục ở sân. Vương kể tội của Xuân là kẻ loạn thần tặc tử, rồi truyền Sĩ Lâm sai người chặt chân Xuân cho chết. Bấy giờ, Trịnh Đỗ sai con trai của mình là Thạc Quận Công đi đón Thế Tử Trịnh Tráng tới bản doanh. Thế Tử Trịnh Tráng bèn cuồng với Quận Thạc cưỡi chung một con voi mà đi. Bây giờ, Lưu Đình Chất biết rõ cha con Trịnh Đỗ ngầm mưu làm phản, liền rảo bước đuổi kịp can rằng: Quận Thạc là tên nghịch tặc, Minh Công không nên đi cùng với nó. Tráng mới tỉnh ngộ, ban bảo Quận Thạc cứ trở về dinh, rồi chỉnh đốn binh mã về đóng ở Ninh Giang. Ngày 20, Sĩ Lâm hộ vệ Vương đến quán Thanh Xuân, huyện Thanh Oai. Vương mất ngày 25, Thế Tử Trịnh Tráng đón đem về Ninh Giang phát tang, rồi sai Trị Quận Công sắp sửa 13 chiếc thuyền, rước linh cữu thuận đường thủy đem về chôn, rồi thân đem các quan văn võ và các dinh cơ trong nước cùng rước hoàng thượng theo đường tắt. Từ xã Bất Đoạt, huyện Kim Bảng ra đường chính trở về Thanh Hoa để lo việc dẹp loạn. Tình hình nội bộ đã tạm thời ổn định, nhưng một mối đe dọa khác từ bên ngoài lại xuất hiện. Tàn dư của nhà Mạc trên Cao Bằng nhân cơ hội chính quyền vua Lê chúa Trịnh đang rối loạn liền phát động một cuộc tấn công xuống Trung Châu, trấn áp tàn dư nhà Mạc. Lúc này, vua Lê và Thanh Quốc Công Trịnh Tráng vẫn đóng ở Thanh Hoa, chưa tiến về Thăng Long. Thừa cơ đang có biến loạn, Mạc Kính Khoan, thủ lĩnh của tàn dư nhà Mạc lúc bấy giờ, kéo quân xuống tràn ngập vùng Trung Châu. Cuộc chiến này được ghi lại trong toàn thư như sau. Bấy giờ, Mạc Kính Khoan tím hiệu là Long Thái, chiếm cứ Cao Bằng đã lâu. Nghe tin trong nước có biến, mới tập hợp bọn manh lệ chốn núi rừng, nhân lúc sơ hở tiến thẳng tới Gia Lâm, đóng quân ở vùng Đông Dư, Thổ Khối. Bọn hồ theo hưởng ứng có đến hàng vạn. Lòng người rối động, dân trong vùng không được yên ổn. Tháng 8, tiết chế Thái úy Thanh Quốc Công Trịnh Tráng vân mệnh hoàng thượng, thân đem các quân tiến phát. Ngày 21, đánh phá giặc Xuân Quang ở Châu Cầu, quân giặc thua chạy. Ngày 26, đại binh tiến đến sông Nhị, quân thủy, quân bộ ứng tiếp nhau, phá tan quân Mạc Kính Khoan ở vùng Gia Lâm, chém giết rất nhiều. Kính Khoan chỉ chạy thoát được một mình trốn vào rừng núi. Từ đấy, nhân dân trong nước lại được yên ổn như cũ. Kinh thành, cung cấm do đó đều được yên lặng. Tiết chế Thái úy Thanh Quận Công Trịnh Tráng thấy trong nước đã yên, mới sai Bồi Tụng hộ bộ tả Thị Lan, Diễn Gia Hầu Lê Bạc Tứ cùng với bọn trưởng giám Thái Bảo Nhạc Quận Công Bùi Sĩ Lâm về Thanh Hoa đón rước thánh giá ngự ra kinh thành. Các quan đều châu mừng, từ đấy trong nước yên tĩnh, không xảy ra việc gì nữa. Mùa đông, tháng 11, ngày 11, sách phong tiết chế Thái úy Thanh Quốc Công Trịnh Tráng làm nguyên soái thống quốc chính Thanh Đô Vương. Như vậy, chỉ trong năm 1623, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng đã củng cố khá vững chắc được vị thế của mình, dẹp tan hai mối đe dọa lớn trong nội bộ gia tộc và từ tàn quân nhà Mạc. Có thể nói vua Lê chúa Trịnh là hệ thống lưỡng đầu chế duy nhất xuất hiện trong lịch sử Việt Nam trung đại. Đây là một hệ thống chính trị khá mới mẻ, mâu thuẫn với tư tưởng trung quân của xã hội đương thời. Do đó, nó đã phải hứng chịu khá nhiều sự công kích của các thế lực bảo hoàng, mà tiêu biểu là cuộc binh biến do vua Lê Kính Tông phát động vào năm 1619. Đấy là còn chưa kể những tranh chấp trong nội bộ họ Trịnh và những mối đe dọa đến từ bên ngoài, tức nhà Mạc chúa Nguyễn. Hệ thống này được thiết lập và đứng vững trong hơn 200 năm là một vấn đề không hề đơn giản và cũng không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của Trịnh Tráng như đã trình bày ở trên. Còn việc hệ thống này hoạt động như thế nào, đóng góp gì cho sự phát triển của quốc gia lại là một câu chuyện khác, chúng ta không bàn ở đây. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung bài viết
Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe cho kênh YouTube của Spy Room. Và cũng đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé.